À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa toán Vietjet. Ngày hôm nay cô Vân rất là vui khi mà lại được quay trở lại và cùng các em đi giải các câu hỏi cũng như là bài tập ở trong bài học số 6 của chương 5. Đó là bài xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản. Vậy trong bài 6 này cô đã nhận thấy những cụm từ quen thuộc như là cụm từ biến cố ngẫu nhiên. Và trong một số trò chơi đơn giản, biến cố ngẫu nhiên ở bài số 5 mình đã được nghe rồi đúng không nào? Một sự kiện mà mình quan tâm khi tham gia một trò chơi. Và một số trò chơi mà mình được thấy ở trong bài học số 5 đó là như là trò chơi gieo xúc sắc này, trò chơi rút thẻ này, đúng không nào? Ngoài ra thì còn một số trò chơi khác nữa. Và chỉ còn cụm từ mới ở trong bài học này đó là cụm từ xác suất, đúng không nào? Vậy thế nào là xác suất thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào câu hỏi khởi động của bài học có nội dung như sau. Xét một con xúc sắc cân đối và đồng chất. Số chấm ở mỗi mặt là một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ở trong hình 32. Đây là hình ảnh con xúc sắc các bạn cũng đã từng nhìn thấy ở trong ngoài đời sống đúng không? Khi chúng ta thực hiện chơi như trò chơi cá ngựa đấy, chúng ta thấy thế. Gieo ngẫu nhiên xúc sắc một lần, khi đó khả năng xuất hiện từng mặt của xúc sắc là như nhau. Xét biến cố mặt xuất hiện của xúc sắc có số chấm là số lẻ. Làm thế nào để phản ánh được khả năng xảy ra biến của biến cố trên? Ở hoạt động khởi động này lại đề cập đến trò chơi gieo xúc sắc. Như vậy các bạn đã hiểu thế nào là trong một số trò chơi đơn giản thì đây trò chơi đang đề cập là trò chơi gieo xúc sắc. Trong trò chơi này, cô quan tâm đến sự kiện hay là quan tâm đến biến cố ngẫu nhiên là mặt xuất hiện của xúc sắc là số chấm, có số chấm là số lẻ. Đây chính là cái biến cố ngẫu nhiên, như nào? Là cái sự kiện mà cô quan tâm, cô chỉ quan tâm đến mặt lẻ thôi, được chưa? Làm thế nào để phản ánh được khả năng xảy ra của biến cố? Khả năng xảy ra của biến cố tức là liệu cái khả năng đó có cao hay không? Hay là thấp, đúng nào? Cao hay không? Thì cái tức là nó sẽ chiếm cái tỷ số so với các cái kết quả có thể xảy ra là bao nhiêu, đúng chưa nhỉ? Vậy thì để trả lời được cái câu hỏi này thì sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau. Để phản ánh được khả năng xảy ra của biến cố, mặt xuất hiện của xúc sắc có số chấm là số lẻ, ta sẽ đi tính xác suất của biến cố đó và được tính bằng tỷ số của các kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc sắc. Tức là trong bài học này, chúng ta đề cập đến khả năng xảy ra của cái sự kiện mà mình đang quan tâm. Đấy. Và để tính được cái khả năng xảy ra của cái biến cố đó, ta sẽ đi tính tỷ số của kết quả thuận lợi trên tổng số kết quả có thể xảy ra, đúng không nào? Kết quả thuận lợi và tổng kết quả có thể xảy ra chính là ở bài học trước cô đã đề cập đến hai nội dung chính đó, đúng chưa? Các bạn mà nghe ở bài học trước thì có thể rất là nhớ rõ về kết quả thuận lợi và tổng số kết quả có thể xảy ra. Sau đây chúng ta sẽ đi vào các cái câu hỏi ở giữa bài để tìm hiểu kỹ hơn về phần kiến thức. Đầu tiên là câu hỏi ở hoạt động số 1. Gieo ngẫu nhiên xúc sắc một lần. A. Viết tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc sắc. B. Xét biến cố mặt xuất hiện của xúc sắc có số chấm là số chẵn, nêu những kết quả có thể thuận lợi cho biến cố trên. C. Tìm tỷ số của các kết quả thuận lợi cho biến cố trên và số phần tử của tập hợp A. Ở hoạt động số 1 này, cô sẽ nói tóm tắt. A là yêu cầu viết tất cả các kết quả có thể xảy ra. B là chỉ yêu cầu viết kết quả của những cái sự kiện, của sự kiện mà mình đang quan tâm, đó là viết những cái số chẵn. Và ý C là tính tỷ số của số kết quả thuận lợi trên tổng số kết quả. Chúng ta sẽ đi làm ý A nhé. Ý A thì chúng ta đã biết rồi, xúc sắc trong trò chơi gieo xúc sắc thì có 6 kết quả sẽ có thể xảy ra, gồm các mặt từ 1 chấm cho đến 6 chấm. Như vậy thì cô viết được tập hợp A gồm các kết quả là mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 6 chấm, 5 chấm và mặt 6 chấm. Ý B là cô quan tâm đến những kết quả
mà là số chẵn. Vậy cô chỉ nhận thấy 2, 4 và 6 là những số chẵn, nên đây là những kết quả thuận lợi cho cái sự kiện là số chẵn, đúng không? Đến ý C là tính tỷ số giữa cái số kết quả thuận lợi với tổng số kết quả. Thì kết quả thuận lợi đây là có 3, tổng số kết quả đây là có 6. Vậy tỷ số chúng ta viết dưới dạng phân số thì sẽ là 3 chia 6 hay là 3 phần 6. Thì chúng ta có thể rút gọn được là bằng 1 phần 2. Và như vậy thì cô đã tìm được tỷ số của kết quả thuận lợi cho biến cố mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn. Và số phần tử của tập hợp A là 3 phần 6 và bằng 1 phần 2. Câu hỏi A và câu hỏi B rất là quen thuộc ở bài học trước rồi. Nhưng câu hỏi C đề cập đến tỷ số. Và tỷ số này chính là cái xác suất, đúng không nào, xảy ra cái biến cố mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn. Như vậy ở hoạt động này là giới thiệu cho chúng ta đến kiến thức tính xác suất xảy ra của biến cố ngẫu nhiên. Như thế nào? Là ta đi tính tỷ số của thuận lợi chia cho tổng số kết quả. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.